Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị trong bản tin ngày 19 tháng 11. Mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau. Tổng thống Biden tìm kiếm điểm chung với Mexico và Canada tại hội nghị thượng đỉnh nhưng căng thẳng vẫn tồn tại. Những người Canada có nguy cơ cao hiện được khuyên đeo khẩu trang y tế. Bộ Y tế Canada dự kiến sẽ phê duyệt vaccine Pfizer cho trẻ em vào thứ Sáu. Nỗ lực dọn dẹp to lớn bắt đầu ở tỉnh BC khi nước lũ rút đi công ty ở PEI sản xuất vaccine mRNA. Tỉnh Ontario cho học sinh về nhà với 5 bộ xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 nhanh cho kỳ nghỉ đông. Các trường học ở Ontario sẽ trở lại học kỳ bình thường vào tháng 2. Và trên thế giới, nghiên cứu mới ước tính hơn 40% những người sống sót sau COVID-19 trên toàn thế giới chịu hậu quả kéo dài của căn bệnh này. Nhật Bản sẽ chấp nhận nhiều người nước ngoài hơn trong sự thay đổi chính sách quan trọng. Lãi suất thế chấp của Hoa Kỳ tăng trở lại trên 3%. Tổng thống Putin cho rằng phương Tây đang coi nhẹ lằn ranh đỏ của Nga. Nghi ngờ về tính xác thực của email do bành soái viết. Tại Brazil, Amazon chứng kiến mức độ phá rừng tồi tệ nhất trong 15 năm Sài Gòn đóng cửa khẩn cấp các tụ điểm vui chơi giải trí chỉ sau 2 ngày cho phép mở cửa trở lại. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Tổng thống Biden bày tỏ sự đồng cảm với những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở tỉnh PC, Canada và Hoa Kỳ đồng bộ về biến đổi khí hậu. Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden cho biết Canada và Hoa Kỳ đoàn kết trong nỗ lực chống lại sự nóng lên toàn cầu và bày tỏ cảm thông của ông đối với những người Canada bị ảnh hưởng bởi lũ lụt lở đất ở tỉnh PC. Sự kiện mà một chuyên gia về thảm họa cho rằng có liên quan tới biến đổi khí hậu. Tổng thống Biden đã đưa ra phát biểu tại Nhà Trắng trước cuộc gặp song phương với Thủ tướng Justin Trudeau. Cả hai nhà lãnh đạo cùng Tổng thống Mexico Andre Manuel Lopez Obrador cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ đầu tiên sau 5 năm. Tổng thống Biden cho biết ông rất vui được mời Thủ tướng Justin Trudeau đến Washington, đồng thời nói thêm rằng ông đã làm bạn với Thủ tướng trong một thời gian. Tổng thống Joe Biden tìm kiếm điểm chung với Mexico và Canada tại hội nghị thượng đỉnh, nhưng căng thẳng vẫn tồn tại. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tiếp đón các nhà lãnh đạo Canada và Mexico vào thứ Năm cho hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ đầu tiên sau 5 năm, được gọi là Three Amigos, nhằm khôi phục mối quan hệ hợp tác khu vực vốn bị che phủ bởi những căng thẳng về chương trình nghị sự mua hàng Mỹ của Tổng thống Biden và vấn đề nhập cư. Tổng thống Joe Biden đã gặp riêng tại Nhà Trắng với Thủ tướng Trudeau và tổng thống Mexico là ông Andrés Manuel López Obrador, sau đó tổ chức một buổi họp mặt với cả ba người. Các cuộc đàm phán nhằm tìm ra điểm chung giữa ba nước láng giềng được ràng buộc với nhau bởi hiệp định thương mại tự do Hoa Kỳ Mexico Canada, được gọi tắt là USMCA. Tại Canada thì hiệp định này được biết đến với tên gọi tắt là CUSMA. Hiệp định này quản lý khoảng 1.500 tỷ đô la một năm trong thương mại Bắc Mỹ. Nhưng những khác biệt về ngành công nghiệp xa hơi, chính sách mua của Mỹ, của Tổng thống Biden và dự luật năng lượng của Mexico đã đè nặng lên hội nghị thượng đỉnh. Hoa Kỳ và Canada cũng tỏ ra bế tắc trước đề xuất của chính quyền Biden về các khoản tín dụng thuế đối với xe điện do Hoa Kỳ sản xuất mà Ottawa cho rằng vi phạm các hiệp định thương mại. Mặc dù không có dấu hiệu đột phá lớn, Tổng thống Biden hy vọng sẽ vượt qua những thách thức gai góc nhất với hai nước láng giềng lớn nhất của Mỹ, bao gồm giảm bớt áp lực nhập cư, giảm xung đột thương mại, phục hồi sau đại dịch toàn cầu và cạnh tranh tốt hơn với một Trung Quốc ngày càng quyết đoán. "Tầm nhìn của Bắc Mỹ chúng ta cho tương lai dựa trên những điểm mạnh chung của chúng ta," ông Biden nói khi ngồi tại một bàn dài, cho phép các nhà lãnh đạo duy trì khoảng cách phù hợp với giao thức Covid-19. Các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden cho biết, trong số những lợi ích mong đợi từ hội nghị thượng đỉnh là các thỏa thuận mới về hạn chế khí methane và tài trợ vaccine COVID-19. Ngoài các thỏa thuận dự kiến về việc cắt giảm phát thải khí methane và tặng liều vaccine cho các nước khác, các nhà lãnh đạo còn cam kết cấm nhập khẩu hàng hóa được làm bằng lao động cưỡng bức. Một chính sách của chính quyền Tổng thống Biden nhằm vào Trung Quốc các nhà hoạt động và chính trị gia phương Tây cáo buộc Trung Quốc sử dụng lao động cưỡng bức ở tỉnh Tân Cương phía Tây Bắc nước này, một cáo buộc mà Bắc Kinh bác bỏ. Trong cuộc họp ba bên, ông Lope Obrador nói rằng sự hội nhập kinh tế ở Đại Bắc Mỹ bao gồm ngăn chặn việc từ chối người di cư cần thiết đối với lực lượng lao động của Mỹ và Canada sẽ là cách tốt nhất để đối mặt với năng suất và mở rộng thương mại của Trung Quốc. Tổng thống Mexico cũng cảnh báo rằng các quốc gia Bắc Mỹ có thể dẫn đến một sự mất cân bằng không thể chấp nhận được về sức mạnh kinh tế với Trung Quốc mà sẽ tiếp tục bị cám dỗ cố gắng giải quyết sự chênh lệch này bằng sử dụng vũ lực. Chính quyền tổng thống Biden đã có những lời lẽ cứng rắn với Bắc Kinh về một loạt vấn đề. Mặc dù cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến giữa tổng thống Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tuần đã tìm cách hạ nhiệt Canada cũng có quan hệ khó khăn với Trung Quốc. Sau cuộc gặp thượng đỉnh ba bên vào tối thứ Năm với nhà lãnh đạo Mỹ và người đồng cấp Mexico, Thủ tướng Justin Trudeau mô tả là cực kỳ hiệu quả. Thủ tướng cho biết ông đã trực tiếp nêu lên những lo ngại về khoản tín dụng thuế xe điện được đề xuất, luận điệu mua hàng Mỹ và đường ống dẫn dầu xuyên biên giới là đường ống số 5 với Tổng thống Mỹ Joe Biden ông Biden không đưa ra gợi ý nào rằng ông sẵn sàng từ bỏ khoản tín dụng thuế trị giá 12.500 đô la gây tranh cãi dành cho xe điện do Mỹ sản xuất. Một biện pháp được đề xuất mà ngành công nghiệp Canada mô tả là một đòn đánh tiềm năng. Thủ tướng Trudeau cho biết ông nhấn mạnh những lo ngại của Canada về khoản tín dụng thuế trong suốt hai ngày qua trong cuộc họp với chính quyền Tổng thống Biden ở Washington, D.C nhấn mạnh tác động của nó đối với việc làm và ngành công nghiệp xa hơi của canada khi được hỏi liệu ông có thất vọng vì không có giải pháp nào đạt được hay không thủ tướng trudeau cho biết trong bất kỳ mối quan hệ sâu sắc nào như giữa canada và mỹ sẽ có những thách thức ông cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền hoa kỳ theo những cách thức mang tính xây dựng ông nói rằng người mỹ rất biết về mối quan tâm của canada và những mối đe dọa mà tín dụng thuế đề xuất đặt ra đối với nhiều thập kỷ chế tạo xe hơi tích hợp đã được ghi trong Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada là Hiệp định Thương mại Tự do thay thế cho Hiệp định NAFTA. Những người Canada có nguy cơ cao hiện được khuyên đeo khẩu trang y tế. Cơ quan Y tế Công cộng Canada gọi tắt là PHAC hiện đang khuyến cáo những người có nguy cơ phơi nhiễm cao hơn và bệnh nặng hơn từ COVID-19 nên đeo khẩu trang y tế. Hướng dẫn được cập nhật lặng lẽ vào ngày 12 tháng 11 khuyên rằng những người này cũng có thể cân nhắc sử dụng khẩu trang phòng độc trong một số tình huống nhất định. PHEC hiện nay khuyên đeo khẩu trang y tế cho những nhóm người sau đây. Bất kỳ ai đã xét nghiệm dương tính hoặc là có các triệu chứng của COVID-19. Những người chăm sóc người đã có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc là có các triệu chứng của COVID-19. Những người sống trong môi trường đông đúc với người đã có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc có các triệu chứng COVID-19. Những người có nguy cơ mắc bệnh hoặc là hậu quả nặng hơn từ COVID-19. Và sau cùng là những người có nguy cơ phơi nhiễm COVID-19 cao hơn do hoàn cảnh sống của họ. Hướng dẫn trước đây đã khuyến nghị người Canada có nguy cơ phơi nhiễm cao hơn và mắc bệnh nặng hơn nên đeo khẩu trang phi y tế có cấu tạo tốt, có lớp bọc hoặc là cân nhắc đeo khẩu trang y tế vừa vặn nếu có. Khi đeo khẩu trang đúng cách, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khẩu trang có thể giúp chứa các hạt hô hấp và ngăn ngừa hoặc là giảm số lượng các hạt hô hấp truyền nhiễm mà một người thích phải. PHAC khuyên người dân Canada tiếp tục thực hành tất cả các biện pháp y tế công cộng do cơ quan y tế địa phương khuyến nghị, bao gồm các biện pháp cá nhân như là đeo khẩu trang. Sự thay đổi diễn ra sau khi Giám đốc Y tế Công cộng của Canada khuyên người dân nên chọn khẩu trang có chất lượng tốt và vừa vặn. Tiến sĩ Teresa Tham nói, giống như tiêm phòng cung cấp cho chúng ta một lớp bảo vệ cơ bản, khẩu trang là lớp trên cùng cần thiết chống lại sự lây lan và khích thở virus giữa người với người. Trong khi khẩu trang y tế và khẩu trang bằng vải có nhiều hiệu quả khác nhau. Tiến sĩ Ronald St. John, cựu giám đốc cơ quan y tế công cộng của Trung tâm Chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp của Canada, cho biết điều quan trọng là khẩu trang phù hợp với mặt và không có bất kỳ khoảng trống nào. Bộ Y tế Canada dự kiến sẽ phê duyệt vắc xin Pfizer cho trẻ em vào thứ Sáu. Bộ Y tế Canada sẽ công bố phê duyệt vắc xin Pfizer BioNTech cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi vào thứ Sáu và tin này được đưa lần đầu tiên bởi tờ Toronto Star. Các quan chức chuẩn bị đưa ra thông báo chính thức và chi tiết về việc giao hàng trong một cuộc họp báo với phương tiện truyền thông vào ngày thứ Sáu một nguồn tin giấu tên cho biết chính phủ hiện đang nói chuyện với công ty để củng cố lịch trình giao hàng. Theo đó, Canada dự kiến sẽ nhận được các liều thuốc này trong vài ngày, chứ không phải vài tuần. Vào ngày 18 tháng 10, Bộ Y tế Canada đã nhận được đệ trình của Pfizer-BioNTech để phê duyệt phát sinh của họ cho trẻ em, được cung cấp với liều lượng bằng 1 phần 3 liều lượng phát sinh tiêm cho người lớn và trẻ từ 12 tuổi trở lên hơn 2 triệu trẻ em ở Hoa Kỳ đã tiêm những liều đầu tiên sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt loại vaccine này vào tháng trước. Lũ lục ở tỉnh bang BC đang làm chậm trễ việc giao các sản phẩm của Pfizer Canada, bao gồm cả vaccine COVID-19. Công ty dược phẩm này cho biết trong một email rằng họ tự tin rằng chuỗi cung ứng có đủ hàng tồn kho để mang các sản phẩm quan trọng đến bệnh nhân nhưng họ đang hợp tác với các nhà phân phối bên thứ ba về kế hoạch giảm thiểu sự chậm trễ ảnh hưởng đến vaccine COVID-19 của mình. Công ty cho biết những người bán sĩ có hàng tồn kho ở tỉnh BC để đáp ứng nhu cầu tức thì trong thời điểm hiện tại. Không rõ sự chậm trễ sẽ kéo dài trong bao lâu. Trong khi đó, thì nỗ lực dọn dẹp to lớn bắt đầu ở tỉnh BC khi nước lũ bắt đầu rút đi tỉnh BC đã bắt đầu nhiệm vụ đánh giá thiệt hại đối với mạng lưới giao thông, cơ sở hạ tầng và hàng ngàn tài sản dọc theo khu vực phía nam của tỉnh do lũ lụt tàn phá. Cảnh sát RCMP ở tỉnh BC xác nhận vào hôm thứ Năm rằng hiện có 4 người mất tích sau vụ lỡ đất chết người trên đường cao tốc 99 Duffy Lake hồi đầu tuần này. Một phụ nữ từ khu vực Lower Mainland đã chết trong vụ sạt lỡ đất và cảnh sát RCMP Dự kiến số người chết sẽ tăng lên. Hàng ngàn người vẫn phải rời bỏ nhà cửa và hàng ngàn động vật trang trại và gia súc cũng bị chết vì nước cuốn trôi nhà cửa và khiến các trang trại ngập sâu hàng mét nước. Tỉnh này công bố tình trạng khẩn cấp vào hôm thứ tư. Trận lũ lụt là do lượng mưa kỷ lục vào cuối tuần qua. Tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài 2 tuần và có thể được gia hạn. Nó cho phép chính phủ kiểm soát tốt hơn các chuỗi cung ứng vì việc tiếp cận với khu vực Metro Vancouver vẫn bị hạn chế bởi các đường cao tốc bị hư hỏng. Ngoài tình trạng khẩn cấp thì tỉnh cho biết vào hôm thứ Năm rằng, những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sẽ đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính. Hỗ trợ tài chính do thảm họa sẽ hỗ trợ cho bất kỳ ai không nhận được bảo hiểm để trang trải cho các tổn thất liên quan đến thảm họa và các đơn đăng ký được mở cho đến ngày 12 tháng 2 năm 2022. Một số thành viên của lực lượng quân đội Canada đã đến tỉnh để hỗ trợ. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết sẽ có thêm vài trăm người nữa. Bộ Chỉ huy các hoạt động liên hợp của Canada cho biết chính thành viên của đơn vị phản ứng tức thì 3 sư đoàn Canada có trụ sở tại Edmonton đã đến tỉnh BC qua đêm để bắt đầu xác định phạm vi hiện trường trước khi lập kế hoạch và phối hợp các nỗ lực cứu trợ đang diễn ra. Hàng ngàn con vật đã chết trong lũ lụt và chính phủ cho biết họ sẽ làm việc để đưa các bác sĩ thú y vào các trang trại chữa bệnh cho động vật. Một số loài động vật thoát khỏi lũ lụt được cho là sẽ được cho chết, trợ tử. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp BC là bà Lena Popham nói rằng đó là một khoảng thời gian rất khó khăn cho các nhà sản xuất. Bà rướm nước mắt khi mô tả lũ lụt trên diện rộng là một thảm họa nông nghiệp. Cảnh quay từ không gian do phi hành gia người Canada là ông Chris Hatfield chia sẻ cho thấy mức độ tàn phá của lũ lụt ở thung lũng Fraser Valley và một lượng lớn đất trên cùng bị sông đẩy ra Thái Bình Dương. Khu vực này là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt với lệnh rời khỏi nhà vẫn còn hiệu lực đối với thành phố Abbotsford. Thành phố Abbotsford, vùng đất nông nghiệp trù phú là nơi có khoảng một nửa tổng số trang trại bò sữa ở tỉnh BC. Hàng chục trang trại chăn nuôi bò sữa và gà đã bị ngập trong nước ở khu vực nông thôn trũng của Sumas Prairie, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở phía đông trung tâm thành phố. Đến hôm thứ tư, mực nước đang giảm và thành phố có thể sớm mở cửa xả lũ, giảm bớt một phần áp lực cho trạm bơm. Tuy nhiên, các quan chức tỉnh đã khuyến cáo người dân tránh đi lại trừ khi cần thiết, ngay cả khi một số đường cao tốc đã mở xung quanh tỉnh. công ty ở pei sản xuất vắc xin mRNA biovectra có trụ sở tại charlottetown với sự hỗ trợ từ chính quyền liên bang và tỉnh đang mở rộng sản xuất vắc xin mRNA bộ trưởng bộ công nghiệp khoa học và đời sống liên bang francois philippe champagne đã có mặt tại charlottetown vào thứ năm để đưa ra thông báo BioVectra sẽ nhận được 39,8 triệu đô la từ chiến lược khoa học đời sống và sinh học của chính phủ liên bang để hỗ trợ việc mở rộng. Tỉnh đang bổ sung thêm 10 triệu đô la cho dự án 79,6 triệu đô la này. Giám đốc điều hành BioVectra Oliver Technow nói rằng với 50 năm kinh nghiệm, BioVectra có vị trí tốt cho quyết định mở rộng này. Việc mở rộng theo kế hoạch sẽ có thể sản xuất tới 160 triệu liều vaccine mRNA mỗi năm, và nó sẽ tạo ra 125 việc làm mới tại BioVectra. Phân chia giữa PEI và Nova Scotia, và hầu hết các công việc đó ở Charlottetown. Việc phát triển và sản xuất DNA plasmid, một thành phần quan trọng để sản xuất thuốc điều trị và vaccine mRNA sẽ diễn ra tại nhà máy Windsor ở tỉnh bang Nova Scotia của công ty. Việc mở rộng sẽ bao gồm một tòa nhà mới rộng hơn 27.000m2 ở Charlottetown, xây dựng sẽ bắt đầu vào tháng 3 với kế hoạch sản xuất bắt đầu khoảng một năm sau đó. Nhà máy tại Charlottetown sẽ có khả năng đóng gói lên tới 70 triệu liều một năm để cung cấp cho thị trường. Thông báo này không chỉ là một bước phát triển lớn đối với Canada mà còn là một sự thay đổi lớn đối với BioVectra. Hiện nay thì hoạt động kinh doanh của công ty là phát triển và sản xuất theo hợp đồng, tức là Nhà cung cấp các phân tử nhỏ tổ hợp và chất phản ứng sinh học cho các công ty dược phẩm khác, không phải là nhà sản xuất các dược phẩm sẵn sàng cho người tiêu dùng. Ontario phát cho học sinh bộ xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 nhanh để mang về nhà cho kỳ nghỉ đông. Ontario đang chuẩn bị phát cho mỗi học sinh một gói 5 bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 để học sinh trong tỉnh có thể mang về nhà trong thời gian nghỉ đông. Đây là một nỗ lực lớn để sàng lọc trẻ em trong kỳ nghỉ lễ và ngăn trẻ em bị nhiễm bệnh quay lại trường học vào tháng Giêng. Các quan chức y tế Ontario cho biết vào khoảng giữa tháng 12, các trường học sẽ phát 11 triệu bộ xét nghiệm COVID-19 kháng nguyên nhanh đủ cho tất cả khoảng 2,2 triệu học sinh trường công lập trong tỉnh và hướng dẫn các học sinh sử dụng 3 hoặc 4 ngày một lần trong kỳ nghỉ đông bắt đầu vào ngày 23 tháng 12 bất kỳ ai có kết quả dương tính với các xét nghiệm kháng nguyên đó sẽ được yêu cầu thực hiện xét nghiệm PCR. Nhưng việc tham gia là tự nguyện và bất kỳ học sinh nào không làm bài xét nghiệm nhanh sẽ được phép trở lại trường học vào tháng Giêng. Xét nghiệm kháng nguyên nhanh ít nhạy hơn xét nghiệm PCR nhưng chi phí chỉ bằng một phần nhỏ của PCR và chỉ mất 15 phút để hoàn thành. Hiện nay, kết hợp với một chương trình mới gọi là xét nghiệm để ở lại, cho trẻ em không có triệu chứng. Tại các trường học đang trải qua đợt bùng phát COVID-19 và phân phối hàng loạt các xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho kỳ nghỉ đông. Tỉnh cũng sẽ thiết lập hàng chục điểm xét nghiệm không có triệu chứng tại những nơi công cộng chính mà họ gọi đó là thử nghiệm di động trong ngày lễ. Tối đa 43 đội thử nghiệm sẽ được cử đến các trung tâm thương mại, quảng trường công cộng và các hội chợ ngày lễ, đôi khi kết hợp với các phòng khám vaccine COVID-19 di động. Các điểm xét nghiệm di động sẽ tập trung vào các khu vực có lây nhiễm Covid-19 cao và tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn. Các trường trung học ở Ontario sẽ trở lại học kỳ bình thường vào tháng 2. Trong một thông báo rộng rãi vào thứ năm, chính phủ Ontario đã thông báo rằng họ sẽ cho phép các trường trung học trở lại học kỳ bình thường regular semester vào tháng 2. Bộ trưởng Giáo dục Stephen Lecce đã đưa ra thông báo cùng với Bộ trưởng Y tế Christine Elliott và Giám đốc Y tế của Ontario, tiến sĩ Kieran Moore. Các quan chức của chính phủ cho biết hội đồng trường học có thể thực hiện thay đổi sớm hơn nếu họ có sự hỗ trợ của đơn vị y tế công cộng địa phương. Nhiều hội đồng trường học đã yêu cầu chuyển đổi khỏi học kỳ sửa đổi, tức là học sinh học 4 môn mỗi học kỳ, xen kẽ hai tiết học mỗi tuần. Hệ thống sửa đổi cho phép chia nhóm dễ dàng hơn nhưng học sinh và phụ huynh phàn nàn rằng các lớp học kéo dài 3 giờ đồng hồ khiến cho việc tiếp thu và lưu giữ thông tin trở nên khó khăn hơn. Hôm thứ Năm, ngay lập tức nhận được sự chấp thuận của Hiệp hội các trường công lập Ontario. Việc quay trở lại thời khóa biểu bình thường cho học sinh trung học sẽ cải thiện sự tham gia và thành tích của học sinh và đồng thời cho phép các nhà giáo dục tạo ra môi trường dạy và học hiệu quả hơn. Chủ tịch của Hiệp hội các trường công lập Ontario Kathy Abraham cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản, đây chắc chắn là tin tốt. Hội đồng trường công giáo Toronto là một trong số hội đồng đã yêu cầu tỉnh chuyển sang học kỳ bình thường và hôm thứ Năm cho biết họ sẽ nhắm tới việc thay đổi lại lịch học vào tháng 2 năm 2022. Ngay cả NDP của phe đối lập cũng hoan nghênh động thái này. Chính phủ nói rằng bắt đầu từ tháng Giêng, nếu không sớm hơn, tất cả các cuộc họp toàn trường tiểu học sẽ được tổ chức trực tuyến. Tỉnh bang đã báo cáo 129 ca nhiễm mới ở các trường học ở Ontario vào hôm thứ Năm, trong đó 114 là học sinh. Đã có 1.200 ca nhiễm liên quan tới trường học trong hai tuần qua. Và sau đây là cập nhật nhanh về tình trạng COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 18 tháng 11, Canada báo cáo thêm 2.681 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện là 1.759.560, có thêm 2.642 ca được báo cáo hồi phục. Hiện có 23.313 ca còn bệnh, có thêm 31 tử vong, nâng số ca tử vong lên 29.462 người. Cho đến nay thì hơn 59,8 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó hơn 30 triệu người tức là hơn 78,7% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và trên 75,2% dân số đã tiêm hai liều. 89,9% số người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm một liều vaccine và 85,9% đã tiêm hai liều. Tỉnh BC báo cáo có thêm 468 ca bệnh mới và 9 ca tử vong. Alberta thì có 383 ca bệnh mới và 5 tử vong. Tỉnh Saskatchewan có 95 ca bệnh mới và 4 ca tử vong. Manitoba có 179 ca bệnh mới và 5 ca tử vong. Tỉnh Ontario báo cáo có thêm 711 ca bệnh mới, là số ca bệnh hàng ngày cao nhất trong 2 tháng và báo cáo có thêm 5 ca tử vong. Tỉnh Quebec có 720 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Nova Scotia có 22 ca bệnh mới. PEI thì có 1 ca nhiễm mới. New Brunswick có 72 ca bệnh mới. Vùng lãnh thổ Yukon có 27 ca bệnh mới và Northwest Territories có 3 ca bệnh mới. nông dân miền nam tỉnh ontario đang gửi các chuyến hàng cỏ khô cho nông dân ở tỉnh saskatchewan để giúp họ cung cấp thức ăn cho gia súc sau đợt hạn hán mùa hè ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất cây trồng đợt hạn hán lớn ở phía tây canada đã khiến nông dân không có đủ cỏ khô cho mùa đông mùa thu năm nay nông dân tỉnh ontario bắt đầu vận chuyển các khoản quyên góp đến phương tây trong các nỗ lực do tổ chức phi lợi nhuận Manitoba Disaster Services Canada coi tắt là MDS dẫn đầu. Liên đoàn nông nghiệp Canada (CFA) cũng ủng hộ tương tự với sáng kiến được đưa ra vào đầu năm nay. Vào năm 2012, khi tỉnh Ontario phải trải qua được hạn hán của chính mình, nông dân ở tỉnh Saskatchewan đã đứng ra giúp đỡ. Nhóm ở Saskatchewan đã nhận được sự đóng góp từ những người nông dân ở vùng Waterloo, Niagara và các vùng khác của miền nam tỉnh Ontario họ chuẩn bị tới các cộng đồng trên khắp miền Nam tỉnh Saskatchewan, bao gồm Chaplin, Wood Mountain và Maple Creek. Nhóm này sẽ tính phí cỏ khô để trang trải chi phí vận chuyển đã được giảm giá. 55 nông dân Saskatchewan cho đến nay đã yêu cầu cỏ khô. 13 đống cỏ khô, mỗi đống khoảng 50 kiện đã được chuyển đi. Ontario gửi lời nhắc gia hạn giấy phép lái xe, nhãn dán biển số, thẻ sức khỏe thông qua hình thức kỹ thuật số. Chính quyền Ontario cho biết họ đang chuyển qua hình thức nhắc nhở bằng kỹ thuật số thay vì trên giấy tờ hoặc là thông báo gửi qua đường bưu điện khi phải nhắc người dân gia hạn giấy phép lái xe, nhãn dán biển số hoặc là thẻ sức khỏe. Quyết định này sẽ giúp tiết kiệm tới 29 triệu đô la chi phí bưu chính và gửi thư trong vòng 5 năm. Người dân Ontario có thể đăng ký nhận lời nhắc gia hạn qua email, tin nhắn hoặc là điện thoại. Chính phủ đã cung cấp một tùy chọn kỹ thuật số cho lời nhắc trước 30 và 60 ngày kể từ ngày hết hạn. Thông thường thì thông báo gia hạn là không cần thiết để gia hạn các loại thẻ ID với Service Ontario vì hầu hết các giấy phép lái xe, nhãn dán biển số và các thẻ sức khỏe sẽ hết hạn vào ngày sinh nhật của một người. Sẽ có những ngoại lệ dành cho những người trên 70 tuổi Những người sẽ tiếp tục nhận được thông báo qua thư Trong số các nhóm khác Ngoại lệ cho người có bằng lái xe và chủ phương tiện Giấy thông báo gia hạn cho người có bằng lái xe và chủ xe Tiếp tục cho Cá nhân từ 70 tuổi trở lên Cá nhân có bằng lái xe hạng A, B, C, D, E hoặc là F Cá nhân có xác nhận yêu cầu kiểm tra bổ sung Cá nhân có nhãn biển số xe liên quan đến công ty, đội xe cá nhân có xe chung sở hữu, xe thương mại hạng nặng, ngoại lệ cho người có thẻ sức khỏe health card. Giấy thông báo gia hạn thẻ sức khỏe sẽ tiếp tục cho cá nhân từ 16 tuổi trở xuống, cá nhân từ 70 tuổi trở lên. Cá nhân sống ở các địa điểm xã hội hoặc là các cộng đồng biệt lập, ví dụ như không có địa chỉ trực tiếp của Service Ontario và nơi gia hạn được thực hiện qua đường bưu điện với sự hỗ trợ của các trạm điều dưỡng các cá nhân đang cư trú trong một cơ sở chăm sóc dài hạn được tài trợ công cộng, nơi việc gia hạn được thực hiện qua fax hoặc là qua đường bưu điện. Những cá nhân có thể y tế có ngày hết hạn cụ thể, người lao động nước ngoài tạm thời, người vô gia cư, giáo sĩ nước ngoài, công nhân nông trại nhập cư, người có giấy phép cư trú tạm thời, người nộp đơn xin thường trú nhân, người sinh nhập quốc tịch hoặc những người có bảo hiểm đã hết hạn mà việc gia hạn chỉ được thực hiện tại các văn phòng công cộng và cần cung cấp thêm tài liệu. Và một tin mừng đối với các bạn yêu thích giải trí. Các chương trình giải trí mùa đông đã trở lại Toronto, một dấu hiệu khác cho thấy mọi thứ đang trở lại bình thường, đó là các hoạt động ngoài trời mùa đông đang quay trở lại thành phố. Bắt đầu từ thứ bảy tới, bạn sẽ không phải tranh giành để đặt vé trượt băng cho gia đình. Năm ngoái thời gian sân trượt đã hết chỗ một cách nhanh chóng, khiến nhiều trẻ em phải thất vọng. Mặc dù thị trưởng Tory đã chỉ ra rằng ngay cả khi giới hạn sức chứa được đặt ra trong thời gian năm 2020 đến năm 2021 do đại dịch, 800.000 người đã đến các sân trượt băng trong thành phố. Hầu hết các sân trượt ngoài trời dự kiến sẽ mở cửa vào ngày 27 tháng 11, một số sẽ mở cửa sau đó một tuần vào ngày 4 tháng 12. Theo trang web của City of Toronto, khẩu trang sẽ không cần thiết khi ở trên sân băng và sẽ không có giới hạn về sức chứa. Sân trượt sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối hàng ngày, kể cả ngày giáng sinh và năm mới. Đáng chú ý là đối với những người yêu thích bộ môn khúc côn cầu, các trận đấu nhỏ gọi là trận shiny sẽ trở lại sau khi bị cấm vào năm ngoái do lo ngại về Covid-19. Nhân viên của City of Toronto cũng sẽ giúp đưa các sân trượt băng tự nhiên và các cộng đồng địa phương và vùng lân cận. Năm ngoái thì các công nhân thành phố đã xây dựng và bảo trì khoảng 40 sân trượt băng tự nhiên. Các đơn xin làm sân trượt này được mở cho đến ngày 31 tháng 12. Các hoạt động mùa đông lớn khác sẽ trở lại cho mùa đông của năm 2021-2022, bao gồm trượt tuyết và đi xe trượt băng. Các trung tâm trượt tuyết và trượt tuyết ván là Earls Bells Park và Centennial Park sẽ mở cửa hoạt động từ ngày 1 tháng 1 đến hết tháng 3 nếu thời tiết cho phép. Thị trưởng Tory nói thêm, đây là một dấu hiệu cho thấy thành phố đã tiến xa thế nào với 85% người dân Toronto đã được tiêm chủng đầy đủ. Và nếu bạn dự định tham gia bất kỳ hoạt động nào trong nhà vào mùa đông này, thì việc đặt chỗ trực tuyến cũng sẽ không còn là bắt buộc đối với các trung tâm thể dục, phòng tập tạ, sân chơi trong nhà hoặc bơi thư giãn bắt đầu từ ngày 29 tháng 11. Các quan chức thành phố cho biết, động thái này phù hợp với quyết định của chính quyền tỉnh về việc dỡ bỏ các hạn chế về sức chứa ở nhiều cơ sở thể thao và giải trí. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video mới tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Nghiên cứu mới ước tính hơn 40% những người sống sót sau COVID-19 trên toàn thế giới chịu hậu quả kéo dài của căn bệnh này. Hoa Kỳ sẽ mua 10 triệu liệu trình thuốc viên điều trị COVID-19 của Pfizer. Nhật Bản sẽ chấp nhận nhiều người nước ngoài hơn trong sự thay đổi chính sách quan trọng. Lãi suất thế chấp của Hoa Kỳ tăng trở lại trên 3%. Tổng thống Putin cho rằng phương Tây đang coi nhẹ lằn ranh đỏ của Nga. Nghi ngờ về tính xác thực của email do bành soái viết. Tại Brazil, rừng Amazon chứng kiến mức độ phá rừng tồi tệ nhất trong 15 năm. Một nghiên cứu mới cho thấy khẩu trang là biện pháp y tế công cộng hiệu quả nhất trong việc chống lại Covid-19. Tại Việt Nam, Sài Gòn đóng cửa khẩn cấp các tụ điểm vui chơi giải trí chỉ sau 2 ngày cho phép mở cửa trở lại và một số cập nhật tình hình dịch COVID-19 và những tin tức liên quan trên thế giới. Cập nhật tình hình COVID-19 và những tin tức liên quan Theo Đại học Johns Hopkins, các trường hợp được xác nhận về COVID-19 đã vượt qua 255 triệu người trên toàn cầu, và số người chết được xác nhận hiện đã vượt qua con số 5,12 triệu. Đã có hơn 7,56 tỷ liều tiêm chủng đã được sử dụng trên toàn cầu, theo Our World in Data. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Michigan ước tính hơn 40% người sống sót sau COVID-19 trên toàn thế giới chịu hậu quả kéo dài của căn bệnh này. Điều này dựa trên đánh giá về 40 nghiên cứu trước đó từ 17 quốc gia để xem xét trải nghiệm của bệnh nhân với cái gọi là COVID kéo dài, được định nghĩa là các triệu chứng mới hoặc là dai dẳng sau 4 tuần hoặc là hơn sau khi nhiễm bệnh các nhà nghiên cứu đã báo cáo vào ngày thứ ba về tỷ lệ mắc bệnh tăng 57% trong số những người sống sót phải nhập viện. Trong số các vấn đề phổ biến nhất, mệt mỏi được ước tính đã ảnh hưởng tới 23%, trong khi khó thở, đau khớp và các vấn đề về trí nhớ ảnh hưởng đến 13%. Các nhà nghiên cứu nói rằng, nghiên cứu có thể không nắm bắt được tất cả các trường hợp COVID kéo dài. Dựa trên ước tính của WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới, về 237 triệu ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới, thì ước tính tổng hợp toàn cầu này chỉ ra rằng khoảng 100 triệu cá nhân hiện đang trải qua hoặc là trước đó đã trải qua những hậu quả lâu dài của COVID-19 liên quan đến sức khỏe. Hôm thứ Năm, AstraZeneca đã củng cố vị trí dẫn đầu của mình khi đưa ra thị trường một mũi phát sinh tiêm phòng ngừa COVID-19 dành cho người không bị nhiễm bệnh và những người không đáp ứng tốt với vaccine, cho biết loại thuốc kháng thể của họ cung cấp khả năng bảo vệ 83% trong vòng 6 tháng. Liệu pháp được gọi là AZD7442 hoặc với tên gọi là Evasio. Trước đây đã được chứng minh là mang lại khả năng bảo vệ 77% khỏi bệnh có triệu chứng sau 3 tháng công ty Anh và Thụy Điển này cũng cho biết một nghiên cứu riêng biệt của những bệnh nhân bị COVID từ mức độ nhẹ đến mức độ trung bình cho thấy AZD7442 cao hơn giúp làm giảm 88% nguy cơ các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn khi được sử dụng trong vòng 3 ngày kể từ khi có triệu chứng đầu tiên. Tại châu Âu, châu Âu một lần nữa trở thành tâm chấn của đại dịch khiến cho một số quốc gia bao gồm Đức và Áo áp dụng các biện pháp hạn chế trước Giáng sinh và gây ra cuộc tranh luận về việc liệu chỉ riêng vắc xin có đủ để chế ngự COVID-19 hay không. Vào tuần trước, châu Âu chiếm hơn một nửa số ca nhiễm bệnh mới trung bình 7 ngày trên toàn cầu và khoảng một nửa số ca tử vong mới, theo một thống kê của Reuters. Truyền thông địa phương của Đức đưa tin một khu vực của Đức đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi làn sóng coronavirus thứ tư và đang xem xét việc đóng cửa một phần khi các nhà lãnh đạo liên bang và khu vực thảo luận về quy tắc chặt chẽ hơn trên toàn quốc. Saxony, nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất và tỷ lệ lây nhiễm cao nhất của Đức, đang xem xét các biện pháp như là đóng cửa các sạp hát, buổi hòa nhạc, trò chơi bóng đá cho công chúng, các quán bar và vũ trường khu vực phía đông, nơi các ca lây nhiễm hàng ngày đã tăng gấp 14 lần trong tháng qua, là thành trì của đảng cực hữu thay thế cho Đức, nơi có nhiều người hoài nghi vaccine, những người đã tham gia các cuộc biểu tình chống đàn áp. Các nhà lãnh đạo liên bang và khu vực của Đức sau đó sẽ thảo luận về các biện pháp trên toàn quốc để giải quyết đại dịch khi các ca bệnh tiếp tục chạm mức cao kỷ lục mới, mặc dù tốc độ gia tăng đang chậm lại đôi chút các ca nhiễm coronavirus hàng ngày của áo đã đạt kỷ lục mới vào hôm thứ năm khi các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bắt đầu lên kế hoạch đóng cửa hoàn toàn và áp lực lên chính phủ ngày càng gia tăng để thực hiện điều tương tự trên toàn quốc thay vì đóng cửa như hiện tại đối với những người chưa tiêm chủng khoảng 66% dân số Áo đã tiêm chủng đầy đủ, một trong những tỷ lệ thấp nhất ở Tây Âu, và tỷ lệ lây nhiễm là một trong những tỷ lệ cao nhất trên lục địa, với tỷ lệ mắc bệnh trong 7 ngày là 971 trên 100.000 người. Tại Pháp, thì Tổng thống Macron nói rằng Pháp không cần phải tuân theo các quốc gia châu Âu, mà đang áp đặt lệnh khóa COVID-19 đối với những người chưa được tiêm chủng. Vì thành công của thể y tế trong việc hạn chế sự lây lan của virus, ở Pháp, cần phải có bằng chứng về việc chủng ngừa hoặc là xem xét âm tính gần đây để đi đến nhà hàng, quán cà phê và rạp chiếu phim và đi tàu đường dài cùng với các hoạt động khác. Tổng thống Macron cho biết, ông vẫn đang chờ hướng dẫn từ các cơ quan y tế về việc liệu có nên mở liều thứ ba cho tất cả những người đủ điều kiện sử dụng vaccine hay không. Một mũi tiêm tăng cường hiện được tiêm cho những người trên 65 tuổi và người có sức khỏe yếu và mũi tiêm tăng cường này là yêu cầu để có thể sức khỏe hợp lệ cho nhóm tuổi này kể từ tháng 12. Hôm thứ Năm, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andre Babes cho biết chính phủ này đã phê duyệt kế hoạch chỉ cho phép những người đã được tiêm vaccine COVID-19 hoặc là khỏi bệnh trong 6 tháng qua đi vào các nhà hàng, khách sạn hoặc là dịch vụ khác khi nước này đang phải đối mặt với sự gia tăng số ca COVID-19 và tìm cách tăng số lượng tiêm chủng ở quốc gia có 10,7 triệu dân. Thủ tướng Slovakia Eduard Kiker cho biết nước này sẽ áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với những người chưa tiêm vắc xin ngừa coronavirus trong bối cảnh gia tăng các ca nhiễm trùng và nhập viện đang làm căng thẳng hệ thống y tế. Các nhà virus học ở Hà Lan đã đề xuất kéo dài ngày nghỉ lễ trong dịp giáng sinh để làm chậm sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19 ở trẻ em, đã khiến một nửa số trường học trên toàn quốc phải dạy trực tuyến, nhưng chính phủ cho biết họ muốn trường học mở cửa. Viện Y tế Quốc gia đã báo cáo một con số kỷ lục hơn 110.000 trường hợp trong tuần tính tới ngày 16 tháng 11, tăng 44% so với 7 ngày trước đó, nhóm trẻ từ 4 đến 12 tuổi tăng mạnh nhất tại châu Á, cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc gọi tắt là KDCA cho biết hôm thứ năm, Hàn Quốc đã báo cáo mức cao kỷ lục 3.292 ca nhiễm COVID-19 mới khi nước này bước sang giai đoạn đầu của cuộc sống với các hạn chế COVID-19 được nới lỏng. Các quan chức và chuyên gia dự đoán sẽ gia tăng số ca mắc bệnh sau khi nhiều hạn chế về khoảng cách xã hội được dỡ bỏ vào đầu tháng này sau khi quốc gia vượt qua mục tiêu tiêm chủng cho 70% trong số 52 triệu người. KDCA cho biết, sự gia tăng các trường hợp nghiêm trọng cũng đang được thúc đẩy bởi các tác dụng suy yếu của vaccine coronavirus được cung cấp cho các nhóm dễ bị tổn thương như là người già trước đó trong quá trình này dẫn tới sự gia tăng đột biến các ca nhiễm bệnh mới. Tại châu Mỹ, Hôm thứ năm, Bộ Y tế Brazil đã báo cáo có 12.301 ca nhiễm coronavirus mới trong 24 giờ qua và 293 ca tử vong do COVID-19. Quốc gia Nam Mỹ này hiện đã ghi nhận có 21.989.962 ca nhiễm kể từ khi đại dịch bắt đầu, trong khi số người chết chính thức đã tăng lên 612.144 người theo dữ liệu của Bộ trong đợt bùng phát tồi tệ thứ ba trên thế giới bên ngoài Hoa Kỳ và Ấn Độ và là nơi có số ca tử vong đứng thứ hai thế giới. Hoa Kỳ sẽ mua 10 triệu liệu trình thuốc viên điều trị COVID-19 của Pfizer. Chính quyền Biden thông báo hôm thứ Năm rằng họ đã đạt được thỏa thuận mua 10 triệu liệu trên điều trị COVID-19 của công ty Pfizer, là một động thái mà các quan chức hy vọng sẽ giúp đẩy nhanh việc chấm dứt đại dịch. Với thỏa thuận trị giá 5,29 triệu đô la này, những viên thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên sẽ được giao trong năm nay với đơn đặt hàng sẽ kết thúc vào năm sau. Tổng thống Biden cho biết trong một tuyên bố rằng chính quyền của ông đang thực hiện các bước để bảo đảm rằng phương pháp điều trị sẽ dễ dàng tiếp cận và miễn phí. Thuốc viên của Pfizer, được gọi là Paxlovid đã được chứng minh là đầy hứa hẹn trong cuộc thử nghiệm, giúp làm giảm 89% nguy cơ nhập viện hoặc là tử vong do COVID-19. Các chuyên gia nói rằng, một khi thuốc viên đặc trị có sẵn, thì nó sẽ giúp chấm dứt giai đoạn khủng hoảng của đại dịch, vì ngoài việc tiêm chủng vaccine COVID-19, thuốc viên còn giúp làm giảm thiểu những rủi ro từ COVID-19, làm cho bệnh trở nên dễ kiểm soát hơn. Hiện nay, thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer vẫn cần được FDA phê duyệt trước khi có thể sử dụng. Pfizer đã đọc đơn xin ủy quyền vào đầu tuần này. Trước đó vài ngày, thì công ty đã công bố một thỏa thuận chia sẻ công thức của thuốc để các quốc gia có thu nhập thấp sẽ có khả năng sản xuất loại thuốc điều trị COVID-19 này. Tại Nhật Bản, một quan chức Bộ Tư pháp cho biết vào hôm thứ năm, trong một sự thay đổi lớn đối với một quốc gia mà từ lâu đã đóng cửa với người nhập cư, Nhật Bản đang tìm cách cho phép người nước ngoài làm một số công việc ở lại vô thời hạn bắt đầu từ năm tài chính 2022. Theo luật có hiệu lực vào năm 2019, một danh mục gọi là lao động có tay nghề cụ thể trong 14 lĩnh vực như là nông nghiệp, chăm sóc điều dưỡng và vệ sinh đã được cấp thị thực nhưng thời hạn lưu trú có thể hạn là 5 năm và không có thành viên gia đình đối với lao động trong tất cả ngoại trừ lĩnh vực xây dựng và đóng tàu. Các công ty đã viện dẫn những hạn chế đó trong số các lý do khiến họ do dự khi thuê người nước ngoài và chính phủ đang tìm cách giảm bớt những hạn chế đó trong các lĩnh vực khác. Nếu sửa đổi có hiệu lực, những người lao động như vậy, nhiều người từ Việt Nam và Trung Quốc sẽ được phép gia hạn thị thực vô thời hạn và mang theo gia đình của họ. Tuy nhiên, phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ là Hirokazu Matsuno nhấn mạnh rằng bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ không có nghĩa là tự động có quyền thường trú nhân, mà sẽ yêu cầu một quy trình nộp đơn riêng biệt. Nhập cư từ lâu đã trở thành điều cấm kỵ ở Nhật Bản vì nhiều người giải thích cho sự đồng nhất về sắc tộc. Nhưng áp lực mở cửa biên giới ngày càng gia tăng do tình trạng thiếu lao động trầm trọng do dân số ngày càng giảm và già hóa. Theo dữ liệu của chính phủ, luật năm 2019 nhằm thu hút khoảng 345.000 công nhân lành nghề được chỉ định trong vòng 5 năm, nhưng lượng lao động đã dao động ở mức khoảng 3.000 người mỗi tháng trước khi đại dịch COVID-19. Tính đến cuối năm 2020, Nhật Bản có 1,72 triệu lao động nước ngoài, trong tổng dân số 125,8 triệu người, tức là chỉ chiếm 2,5% của dân số đang làm việc. Chuyển sang Hoa Kỳ, lãi suất thế chấp dài hạn trung bình của Hoa Kỳ đã tăng trong tuần này, với lãi suất chính kỳ hạn 30 năm nhích trở lại lên hơn 3%. Lãi suất trung bình của khoản vay mua nhà, tức là mortgage trong 30 năm đã tăng ở dưới mức 3,1% so với 2,98% vào tuần trước. Một năm trước tại thời điểm này, tỷ lệ là 2,72% lãi suất cho khoản vay 15 năm phổ biến với các chủ nhà tái cấp vốn cho các khoản thế chấp của họ đã tăng lên 2,39% từ mức 2,27% vào tuần trước. Một năm trước, con số này đứng ở mức 2,28%. Nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ và tình trạng thiếu cung liên tục đã đẩy giá của hầu hết mọi thứ lên cao hơn, làm giảm đi mức tăng gần đây của tiền lương và tiền công cho người lao động. Tuần trước thì chính phủ báo cáo rằng giá cho người tiêu dùng Mỹ đã tăng 6,2% trong tháng 10 so với một năm trước đó, dẫn đến tỷ lệ làm phát cao nhất kể từ năm 1990. Thị trường nhà ở đã bị đình trệ do thiếu nguồn cung ngay cả trước khi đại dịch bùng phát vào đầu năm 2020. Việc thiếu nguồn cung cùng với tình trạng thiếu nguyên vật liệu và lao động đã đẩy giá nhà mới và hiện tại tăng hơn 10% trong năm qua và lên tới 33% ở một số khu vực ở phía Tây. Mặc dù có lãi suất thấp trong lịch sử, việc thiếu nguồn cung kết hợp với việc giá nhà tăng vọt khiến nhiều người muốn mua nhà sẽ trắng tay. Trước đó, hôm thứ năm, Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo rằng số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm trong tuần thứ bảy liên tiếp, xuống mức thấp nhất của đại dịch là 268.000 người. Kể từ tháng 4 năm 2020, các nhà tuyển dụng đã thuê hơn 18 triệu người, bao gồm 531.000 người vào tháng trước. Nhưng nền kinh tế Mỹ vẫn thiếu hơn 4 triệu việc làm so với mức hồi tháng 2 năm ngoái. Trong tình hình căng thẳng giữa phương Tây và Nga, Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ năm cho rằng phương Tây đang coi nhẹ những lời cảnh báo của Nga và không nên vượt qua lằn ranh đỏ của quốc gia này. Đồng thời, ông Putin cũng cho biết Moscow cần sự bảo đảm an ninh nghiêm túc từ phương Tây. Điện Kremlin hồi tháng 9 cho biết NATO sẽ vượt qua lằn ranh đỏ của Nga nếu liên minh này mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine. Moscow từ đó cáo buộc Ukraine và NATO có hành vi gây bất ổn, bao gồm cả ở Biển Đen. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Putin phàn nàn rằng, các máy bay ném bom chiến lược của phương Tây mang theo vũ khí rất nghiêm trọng đang bay trong phạm vi 20 km từ biên giới của Nga. Ông nói, "Chúng tôi liên tục bày tỏ quan ngại về điều này, khi nói về những lằn ranh đỏ, nhưng chúng tôi hiểu các đối tác của mình có thái độ rất hời hợt trước mọi cuộc thảo luận và sự cảnh báo về những lằn ranh đỏ của chúng tôi." Ông Putin nói và khi đề cập đến các đối tác của Nga, ông Putin than phiền rằng làm sao để mà ông có thể dùng lời lẽ hòa nhã cho được. Ông Putin cũng nêu đích danh NATO là liên minh quân sự mà Moscow cắt đứt quan hệ vào tháng trước, đã phá hủy tất cả các cơ chế đối thoại. Tổng thống Putin nói với các quan chức bộ ngoại giao rằng Nga cần tìm kiếm sự bảo đảm an ninh lâu dài của mình từ phương Tây, mặc dù ông nói rằng điều này sẽ khó khăn và không nêu rõ các hình thức bảo đảm nên thực hiện mối quan hệ giữa nga và phương tây đã ở mức thấp sau chiến tranh lạnh trong nhiều năm nhưng bầu không khí chung đã trở nên trầm trọng hơn trong những tuần gần đây khi ukraine và các nước nato gia tăng lo ngại về việc chuyển quân của nga gần biên giới ukraine cũng như việc họ cố gắng dự đoán ý định thực sự của moscow bất chấp danh sách tranh chấp ngày càng gia tăng Điện Kremlin vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao với Washington. Trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại trên diện rộng, nhà lãnh đạo Điện Kremlin cũng mô tả quan hệ với Mỹ là không tốt đẹp. Nhưng cho biết, Nga vẫn mở cửa đối thoại với Washington. Theo hãng tin RIA dẫn lời người phát ngôn của ông Putin cho biết, hai nhà lãnh đạo có thể sẽ tổ chức một cuộc gặp trực tuyến trước khi năm 2021 kết thúc. Nghi ngờ về tính xác thực của email do Bành Soái viết, tay vật nữ nổi tiếng người Mỹ Serena Williams nói rằng trường hợp của ngôi sao tennis Trung Quốc Pan Shuai, (dịch theo tiếng Việt là Bành Soái) phải được điều tra và kêu gọi mọi người đừng im lặng về sự an toàn hiện tại của cô ấy. Chủ tịch Hiệp hội quần vật WTA đã bày tỏ nghi ngờ về một email được truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng được cho là do ngôi sao tennis bành xoái tức là Pan Shui viết. Gần hai tuần trước, cô Bành Soái đã công khai cáo buộc một quan chức Trung Quốc đã nghỉ hưu tội tấn công tình dục và từ đó cô đã mất tích. Trong một email mà báo Trung Quốc nói là của Bành Soái viết, nữ vận động viên quần phật cho là mình đã nói những lời cáo buộc trước đây của cô là không đúng. Steve Simon, chủ tịch WTA, nói thông điệp này càng làm tăng thêm sự lo ngại của ông về sự an toàn của vận động viên bành soái ông nói trong một thông báo tôi khó mà tin được rằng cô bành soái đã thực sự viết email mà chúng tôi nhận được hay là tin vào những gì đang được cho là cô viết email này được đài cgtn đưa tin tuyên bố rằng cô bành soái không mất tích hay là không an toàn và nói thêm tôi đang nghỉ ngơi ở nhà và tất cả mọi chuyện đều ổn trên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ ý nghi ngờ về tính xác thực của email. Kể từ khi cô Bành là một cụ nữ vận động viên quần vợt đánh đôi số một thế giới, đăng một bài cáo buộc về cụ phó thủ tướng Trương Cao Lệ trên mạng Weibo hồi đầu tháng 11, thì sau đó đã không có tin tức gì về cô. Cô Bành cho hay cô bị buộc quan hệ tình dục với ông Trương, người từng giữ chức phó thủ tướng từ năm 2013 đến 2018 là một đồng minh thân cận của chủ tịch Tập Cận Bình bài cô đăng sau đó bị gỡ khỏi Weibo. Kể từ đó thì Hiệp hội Quần vật Nữ và các nhân vật khác trong giới quần vật đã lên tiếng ngày một nhiều về cô Bành. Hôm thứ Năm, người phát ngôn ngoại giao Trung Quốc không đưa thêm chi tiết về vụ việc khi được các phóng viên hỏi tới. Mọi người từ khắp nơi trong giới quần vật, bao gồm các tai vật, huấn luyện viên và các nhà báo trong quá khứ và hiện tại đã yêu cầu câu trả lời về sự an toàn của cô Penn cũng như các ngôi sao thể thao, diễn viên và chính trị gia nổi tiếng khác. Nhiều người đã sử dụng hashtag Where is Pen trên các bài đăng trên Twitter cùng với một bức ảnh của cô ấy. Cô Bành, 35 tuổi, là một nhân vật nổi tiếng trong làng quần vợt Trung Quốc. Cô đã thắng hai danh hiệu Grand Slam tại Wimbledon vào năm 2013 cũng như giải French Open năm 2014 cùng với xe của Đài Loan. Cáo buộc của cô là vụ việc gây chú ý nhiều nhất trong phong trào hashtag MeToo còn non trẻ ở Trung Quốc. Vụ việc xảy ra chỉ ít tháng trước khi Trung Quốc tổ chức Thế vận hội mùa đông. Cô Bành có hơn nửa triệu người theo dõi trên mạng Weibo. Bài cô đăng về cáo buộc tấn công tình dục bị gỡ chỉ ít phút sau khi đăng hôm 2 tháng 11 và các bài đăng gần đây từ tài khoản của cô cũng bị gỡ. Với những người dùng Weibo vẫn tìm kiếm tên cô Bành trên mạng, họ vẫn có thể tìm được tài khoản của cô nhưng không viết được comment dưới các post của cô nữa. Brazil, Amazon chứng kiến mức độ phá rừng tồi tệ nhất trong 15 năm dữ liệu chính thức cho thấy nạn phá rừng nhiệt đới Amazon của Brazil đã lên mức cao nhất trong hơn 15 năm. Một báo cáo của cơ quan nghiên cứu không gian Brazil cho thấy nạn phá rừng tăng 22% trong một năm. Brazil là một trong số các quốc gia đã hứa sẽ chấm dứt và đẩy lùi nạn phá rừng vào năm 2030 trong Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP26. Amazon là nơi sinh sống của khoảng 3 triệu loài động vật và một triệu người bản địa. Nó là một kho dự trữ carbon quan trọng giúp làm chậm tốc độ ấm lên toàn cầu. Theo dữ liệu mới nhất, khoảng 13.235 km vuông đã bị mất trong giai đoạn 2020-2021, mức cao nhất kể từ năm 2006. Nạn phá rừng Amazon đã gia tăng dưới thời Tổng thống Jair Bolsonaro, người đã khuyến khích nông nghiệp và các hoạt động khai thác trong rừng nhiệt đới. Nhưng tại hội nghị khí hậu vào tháng 11 ở Glasgow, Brazil là một trong số các quốc gia đã đăng ký một thỏa thuận lớn để chấm dứt và đảo ngược thực tiễn cam kết bao gồm 14 tỷ bản anh, các quỹ công và tư. Một phần trong số đó được chuyển đến các nước đang phát triển để khôi phục đất bị tàn phá và giải quyết cháy rừng và hỗ trợ cho các cộng đồng bản địa. Brazil cho biết họ sẽ thực hiện cam kết chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2028. Nhưng với những con số trong báo cáo này, là ai có thể tin được tổng thống Jair Bolsonaro bây giờ? Một nghiên cứu mới cho thấy khẩu trang là biện pháp y tế công cộng hiệu quả nhất trong việc chống lại COVID-19. Một phân tích của các nghiên cứu trên khắp thế giới cho thấy việc đeo khẩu trang, rửa tay và giãn cách xã hội là một trong những cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa nhiễm COVID-19 và lây lan dịch bệnh. Theo BMJ, một nhà xuất bản chăm sóc sức khỏe toàn cầu hôm thứ Năm đã phát hành một đánh giá lớn có được nhờ vào việc phân tích 72 nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới, một hoạt động nhằm đánh giá xem các biện pháp y tế không dùng thuốc đã làm giảm các trường hợp nhiễm COVID-19 như thế nào? Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các biện pháp như là rửa tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tiếp xúc đã làm giảm đáng kể tỷ lệ mắc COVID-19. Các nhà nghiên cứu ủng hộ vaccine và đồng ý rằng chúng đã được chứng minh là an toàn, hiệu quả và có thể cứu sống con người. Tuy nhiên, hầu hết các loại vaccine không mang lại cho con người sự bảo vệ 100%, cũng như việc không thể biết được vắc xin sẽ ngăn chặn sự lây lan COVID-19 trong tương lai như thế nào do xu hướng ngày càng gia tăng của các biến thể chẳng hạn như biến thể Delta. Tuy nhiên, chiến lược phòng ngừa sức khỏe cộng đồng đã được chứng minh là có lợi trong việc chống lại các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng đeo khẩu trang có thể giảm tỷ lệ mắc COVID-19 xuống 53%. Một thử nghiệm trên 200 quốc gia cho thấy số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ít hơn 45,7% trong những quốc gia bắt buộc phải đeo khẩu trang. Tại Hoa Kỳ, một nghiên cứu đã báo cáo mức độ lây truyền COVID-19 giảm 29% ở các bang bắt buộc phải đeo khẩu trang. Giãn cách xã hội cũng đã được chứng minh là có hiệu quả. Theo một phân tích của 5 nghiên cứu khác nhau cho thấy tỷ lệ mắc COVID-19 giảm 25% khi thực hiện biện pháp phòng ngừa này rửa tay được coi là một biện pháp phòng ngừa quan trọng khác. Khi các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tỷ lệ mắc COVID-19 ước tính đã giảm 53%. Mặc dù các nhà nghiên cứu cho biết kết quả này là đáng kể, nhưng phân tích cuối cùng của họ lại không có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra, các biện pháp khóa cửa và đóng cửa các doanh nghiệp và trường học phần lớn đều có hiệu quả trong việc kiểm soát COVID-19, nhưng phụ thuộc vào việc triển khai sớm khi tỷ lệ nhiễm bệnh vẫn còn ở mức thấp. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý thêm, khi thực hiện các biện pháp y tế công cộng, điều quan trọng là phải xem xét các nhu cầu cụ thể về sức khỏe và văn hóa xã hội của cộng đồng, cũng như cân nhắc những tác động tiêu cực tiềm ẩn của các biện pháp y tế công cộng so với những tác động tích cực đối với dân số nói chung. Tại Việt Nam, Sài Gòn đóng cửa khẩn cấp các tụ điểm vui chơi giải trí, chỉ sau 2 ngày cho phép mở cửa trở lại. Hai ngày trôi qua kể từ khi cho phép các quán bar, vũ trường, tiệm massage và quán karaoke mở cửa trở lại, thành phố Sài Gòn hôm thứ năm đã ra lệnh đóng cửa trong bối cảnh tình hình phức tạp của Covid-19. Trong một văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hôm thứ năm, các quán bar, vũ trường tiệm massage, spa và quán karaoke sẽ bị đình chỉ hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Theo tài liệu cho biết, Sở Y tế thành phố sẽ chịu trách nhiệm xây dựng các quy trình an toàn Covid-19 cho các doanh nghiệp và dịch vụ như là quán bar, spa và tiệm massage. Rạp chiếu phim và thư viện vẫn được phép hoạt động, nhưng tất cả nhân viên và đối tượng tham dự phải đáp ứng các điều kiện như là đã được tiêm đủ hai mũi vaccine, có giấy chứng nhận khỏi bệnh hoặc xét nghiệm âm tính với coronavirus trong vòng 72 giờ qua. Các quán karaoke, tiệm massage, quán bar và vũ trường ở Sài Gòn đã đóng cửa khoảng 7 tháng nay. Hiện tại trên thành phố có khoảng 680 cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này. Chính quyền thành phố đã đảo ngược hướng đi vì sự bùng phát của coronavirus vẫn còn phức tạp với những nguy cơ tiềm ẩn. Theo một tuyên bố trên trang web của thành phố, các quan chức đã dỡ bỏ các hạn chế đối với các cơ sở vào ngày 16 tháng 11. Thành phố đã chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 hầu như hàng ngày kể từ ngày 8 tháng 11, khi con số bắt đầu vượt quá 1.000 người mắc bệnh mỗi ngày một lần nữa, theo Bộ Y tế. Cập nhật về tình hình COVID-19 tại Việt Nam Tính đến 16 giờ ngày 18 tháng 11, cả nước có 10.223 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố. Trong ngày có 6.723 ca khỏi bệnh và 139 trường hợp tử vong. Các ca mắc COVID-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Sài Gòn có 1.609 ca, Bình Dương 686 ca, Tây Ninh 632 ca, Tiền Giang 622 ca, Đồng Nai 563 ca, Đồng Tháp 515 ca, An Giang 510 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 423 ca, Sóc Trăng 343 ca, Bình Thuận 333 ca, Bạc Liêu và Vĩnh Long đều ghi nhận có 314 ca ở mọi nơi và Kiên Giang 304 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 1.065.469 ca nhiễm với 23.476 ca tử vong tổng số ca được điều trị khỏi là 881.593 ca và số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 4.489 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 17 tháng 11 có 1.464.452 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy thì tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 103.573.065 liều, trong đó tiêm một mũi là 65.772.961 liều và tiêm mũi 2 là 37.800.104 liều. Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về đồng đô la Canada, giá dầu và giá vàng. 1 đô la Canada bằng 0,7927 đô la Mỹ và bằng 0,6979 đồng euro. Một Canada thì bằng 17.948,33 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 79,01 đô la mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 81,01 đô la mỹ một thùng. Còn giá vàng là ở mức 1.857,77 đô la mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada và thế giới. Hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và đón theo dõi các video mới tiếp theo. Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Hoàng Anh xin kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Hoàng Anh Tuấn Liêm chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại xin để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca, gạch chéo, bút vaccine hoặc gọi số điện thoại 1- 888 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.